Xin chào các bác, ngày hôm nay thì Quang Lâm em sẽ xin mời các bác cùng giao lưu trên tay gần 20 mẫu đồng hồ của Nhật nội địa Trong buổi tối của ngày hôm nay, ngày 22 tháng 12 Và ngày hôm nay thì đều là hàng Nhật cũ đã qua sử dụng các bác nhé Và tất cả đều là hàng chọn lọc và còn rất đẹp Và hàng hôm nay thì phải nói là rất đẹp Ở đây thì em có với các bác là hai chục chiếc, gần hai chục chiếc Trong đó hầu hết là của Seiko và của Citizen hay là của orient mà toàn hàng tuyển tôi hôm nay toàn hàng tuyển của Seiko hôm nay có một con Kinetic bản Z rồi có một con hàng khủng của thụy sĩ của Hamilton và còn lại là của Citizen với dòng năng lượng Eco Drive và không phải thay pin tất cả đều có trong video ngày hôm nay đang chờ em và các bác cùng trên tay tất cả hàng ở đây đều là hàng nhật nội địa chủ yếu là made in Japan và hàng cũ là nhiều các bác nhé Tầm tiền của ngày hôm nay nó cũng sẽ như mọi khi loanh quanh khoảng tầm 2 3 triệu, đắt hơn một chút thì tầm 5 6 triệu quay trở lại. Bên cạnh đó thì có những con đắt hơn một chút, ví dụ như con thụy sĩ hôm nay là hơn 20 triệu, còn lại là chủ yếu là 4 5 triệu là nhiều. Đồng hồ bên Quang Lâm thì đều được bên em bảo hành 1 năm cho những chiếc đồng hồ cũ đã qua sử dụng và 2 năm cho những chiếc đồng hồ hàng mới. Và với phương châm là nói thật giá thấp trong video như thế nào thì chắc chắn các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy và bên Lâm sẽ cố gắng mang đến cho các bác những chiếc đồng hồ giá thấp nhất. Và khi các bác xem video thích cái nào thì các bác hãy nhớ cái mã số của chiếc đồng hồ đó và các bác có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của cái video hoặc là có thể truy cập vào website đồng hồ com Tại website này thì các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng bằng cách là các bác vào ô tìm kiếm sau đó các bác bấm mã số và ấn Enter thì nó sẽ hiện lên cho các bác tình trạng còn hàng hay hết hàng. Và nếu các bác không quen sử dụng điện thoại smartphone thì các bác có thể trực tiếp alo cho em theo số điện thoại 0834 69 6699 và cửa hàng của bên là ở 46 trên 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Và em sử dụng Zalo trên số này các bác nhé. Và để không bỏ lỡ bất cứ video nào của B Quang Lâm thì các bác hãy bớt một chút thời gian bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để mỗi khi bên em lên video vào 9 giờ tối hàng ngày thì sẽ báo cho các bác và vào kiểm tra thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng em kiểm tra từng chiếc một nhé đầu tiên là một chiếc của seco các bác nhé đây là chiếc Seiko Preset uh, sr 021 Đây là một chiếc uh, sử dụng bộ máy Seiko 6R21. Thì cách đây khoảng uh, 3 hôm, 4 hôm thì Quang Lâm cũng đã vừa về một chiếc. Và trước đó đã bán cho một bác ở trong Sài Gòn rồi. Thì hôm nay nó lại về một chiếc nữa. Thì uh, đây là chiếc Seiko Preset Prestige sr 021 các bác nhé. Và chiếc này thì nó là hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Còn cách đây mấy ngày đấy thì nó là hàng lướt và còn rất đẹp. Và còn hôm nay thì lại còn đẹp hơn. Nó là hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Và trước này thì các bác sẽ thấy là nó vẫn còn uh, cho chúng ta đầy đủ hộp ở đây nhé các bác nhé. Có hộp trong, hộp ngoài, có cái uh, Seiko Online Series Ketsuke là uh, sửa chữa. Cái uh, hướng dẫn để khi mà các bác cần bảo dưỡng hay sửa chữa gì đó. Thì uh, nó có cái hướng dẫn ở đấy. Trước này thì phải nói rất là đẹp. Đây nó hàng trưng bày mà các bác nên là nó cũng còn 99,99% ,99%. Ở đây thì chúng ta sẽ có một uh, cái mặt đeo màu trắng nhé các bác nhé Với lại bộ kim xanh Với thiết kế tổng thể của dòng này thì chúng ta sẽ có một uh, cầm trên tay thì chúng ta sẽ thấy nó khá là tuyệt vời Với mặt đeo mịn như kiểu men sứ Một bộ kim sơn xanh các bác nhé Kết hợp với lại uh, việc bố trí các cái đeo rất là cân đối ở hai bên này chúng ta có kim xăng năng lượng và lịch thứ ở dưới này là có lịch ngày cái đồng hồ này nhìn của nó rất là rất là đẹp rất là cân đối bên cạnh đó thì chiếc này nó cũng là một dòng cao cấp của Seiko nên là nó được tích hợp các cái tính năng ví dụ như Comfortech của Seiko ví dụ như Super, Clear và Dial Shield là nó dễ nhìn giờ và khó bắt xước đây là hai cái yếu tố của comfort Tech. bên cạnh đó thì ở đây chúng ta sẽ có một cái lớp dial siêu nó phủ lên trên nên là nó bảo vệ cho cái đồng hồ của chúng ta cái thép nó cứng hơn và khó bị bắt xước với một phong cách dress watch thì chiếc đồng hồ này nó có size 41 các bác nhé và độ dày là 12,3 lắc to lắc của cái này là và độ động dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18 nếu mà sau các bác thay dây ra cho chiếc này. Với size 41 chưa tính núm thì nó sẽ hợp với các bác cổ tay chu vi 15.5 trở lên thì từ ra 16 thì đẹp nhất, 16 17. Chiếc này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa và cho chúng ta khả năng chống xước gần như tuyệt đối. Kính sapphire thì nhìn nó rất là trong và các bác có thể nhìn thấy mặt đây màu trắng creamy và nổi bật nhất trên nền này của creamy này đó là một bộ kim chỉ giờ, kim giờ, kim phút, kim giây và được Seiko sơn màu xanh. Và những bộ kim này thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái màu blue dolphin này rất là nổi bật trên nền creamy màu trắng và các bác có thể nhìn thấy nó phản xạ ánh sáng rất là đẹp. Chúng ta dễ quan sát thời gian trong những cái điều kiện thiếu ánh sáng hay là trong bóng tối. Góc 12 giờ thì chúng ta có logo của Seiko và dòng chữ automatic Trải dài từ góc 8 giờ đến góc 10 giờ đây thì các bác sẽ có một khung hiển thị Power Reserve mà chúng ta hay gọi là kim xăng với 45 giờ tích cót thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát được thời lượng tích cót còn lại của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu và khi nào mà chúng ta cần vặn cót thì chúng ta cũng biết được luôn. Ở góc 6 giờ thì các bác sẽ có một sắp dial chỉ lịch ngày và góc 3 giờ là sắp dial hiển thị lịch thứ. Thì khác với dòng 6R24 thì 6R24 trên SARVK043 thì nó không có cái dòng này. Không có cái lịch thứ này. Nhưng mà 6R21 thì nó lại có thêm lịch thứ này các bác nhé. Bộ cọc số thì được làm uh, nổi và dạng index và được đính lên trên mặt đai hồ màu trắng này luôn. Chúng ta sẽ thấy là rất nhiều những cái vân chảy tia nó ở trên mặt đai hồ của chiếc này nên là nó phản xạ ánh sáng rất là đẹp. Bên ngoài thì chúng ta có một vành atorin chia phút chia dây rất là chi tiết để cho chúng ta dễ quan sát. chiếc này thì nó là hàng uh, trưng bày đẹp không tì vết này, rất đẹp về phần máy thì chúng ta sẽ có một chiếc uh, Caliber 6r21 với 29 chân kính 28.800 tần số dao động và 45 giờ tích cót và dòng này thì uh, đã được uh, seiko sử dụng hợp kim spool 510 để làm dây cót rồi cho nên uh, nó sẽ rất là bền và cho chúng ta 45 giờ tích cót với tần số dao động 28.800 Và với 29 chân kính 28.800 trên dòng 6R21 này thì nó sẽ cạnh tranh một chọi một cùng với đồng hồ Thụy Sĩ có giá tương đương khoảng tầm 35-40 triệu. Tuy nhiên thì đây nó là hàng Nhật, hàng Nhật nội địa cho nên giá của nó cũng bao giờ cũng tiết kiệm hơn so với lại hàng châu Âu. Và dòng này thì đều có chức năng hỗ trợ có tay và lên có tự động và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ đầy đủ các chức năng phụ. Với mức sai số cho phép của dòng 6R21 này thì theo thông cáo của Seiko thì cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày các bác nhé. Trong điều kiện lý tưởng của hãng. Và với khả năng chịu nước ở đây nó ghi là 100m đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội thoải mái. Thông số mặt sau ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các cái siêu ni lông vẫn còn nguyên. Hàng này hàng trưng bày chưa qua sử dụng và khi các bác về các bác bóc cái siêu này ra nhé seri number là 850047, sapphire crystal, kính sapphire Sử dụng bộ máy 6R21, made in Japan, Seiko và chống nước 100M Trong này chúng ta sẽ có là Seiko Time Corporation 29 chân kính, 6R21B các bác nhé Về phần vỏ thì các bác sẽ thấy là đây là một chiếc với một thiết kế rất đẹp Với một bộ vỏ được làm bằng thép không dỉ SUS316 với độ hoàn thiện rất là cao và bên ngoài thì người ta có phủ một lớp dial seal đây là một cái lớp mà kim loại còn siêu cứng tức là còn cứng hơn cả thép và nó phủ lên trên cái lớp thép này của chúng ta và nó sẽ khiến cho cái đồng hồ nó giống như một cái áo giáp bảo vệ đồng hồ này nó sẽ khó bị bắt xước hơn so với lại những chiếc đồng hồ bằng thép không gì thông thường và đây chúng ta sẽ thấy là họ làm bằng thép đúc đặc các bác nhé và chiếc này thì mắt thừa vẫn còn ở trên dây chưa cắt vẫn còn nguyên Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay uh, Chiếc này thì với size 41 và độ dày là 13 Thì nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 15.5 trở lên Là đeo rất đẹp Dòng này thì nó tích hợp rất nhiều ưu điểm Thứ nhất phải kể đến đó là thiết kế đẹp và say đóng lòng người phải không ạ Cái thứ hai là nó trang bị cho chúng ta kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa Cho nên nó sẽ rất ok cho các bác nhé Và cái thứ ba đó là Máy 6R21 rất là khủng với 45 giờ tích cót và 28.800 tần số dao động thì nó sẽ là một cái bộ máy có thể cạnh tranh một trọi một với cái đồng hồ của Thụy Sĩ phân khúc tầm 35 40 triệu. và size 40 41 thì thực sự là rất dễ đeo cho các bác cổ tay người Việt Nam. Và dây da dây sắt đều được, đặc biệt là các bác có thể thay dây da cá sấu màu đen cho chiếc này thì phải nói rất tuyệt vời. Về phần nhược điểm của dòng này thì nó là dòng uh, trung cấp của Seiko và dòng này chỉ bán nội địa thôi. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ rất hiếm để chúng ta gặp được dòng này. Giá retail của chiếc này nó cũng không phải là rẻ ở à, tại Nhật. Với 1.200 đô nó tương đương khoảng 25 triệu và cũng rất ít hàng tại Việt Nam. Hiện tại thì bên em đang có một chiếc này duy nhất với hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng các bác nhé. Và mắt thừa còn ở nguyên trên dây với giá bán là... Ở đây là 15 triệu 400. Hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Và chiếc này có mã số của nó là 1227 các bác nhé Và full box có đầy đủ hộp như lúc nãy em box cho các bác xem đấy Thì bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em Với chế độ bảo hành là 2 năm Bao trách chính hãng toàn quốc Và mã số của chiếc này là 1274 các bác nhé Và chiếc này có giá là 15 triệu 400 các bác nào thích chiếc này thì hãy click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com đánh mã số là 1274 thì các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng của chiếc này các bác nhé. Tiếp theo là em sẽ đến với các bác một chiếc của Hamilton Thụy Sĩ nhé. Chiếc Hamilton Thụy Sĩ này cũng khá là đẹp Chiếc này là một chiếc Hamilton và chiếc này thì bị thất lạc mất hộp sổ của Hamilton rồi Và bên em có cái hộp bảo quản đi kèm cho chiếc đồng hồ này thôi Thì đây là một chiếc Hamilton American Classic Railroad Auto Chronograph Và mã của chiếc này là H406760 Chiếc này rất là đẹp Đây là một chiếc chất nhất trong những chiếc Hamilton mà bên Quang Lâm đã từng về và chiếc này nó phù hợp cho các bác đang tìm một chiếc đồng hồ size 44. Mặt kính sapphire nguyên khối, máy 6 r mươi À xin lỗi các bác, máy 21 H21 của Thụy Sĩ xịn. Và giá niêm yết tầm 40 đến 45 triệu, nhưng mà các bác muốn tìm hàng lướt thì em đang có một con hàng này siêu lướt đây. Và giá của chiếc này chỉ hơn 20 triệu một chút thôi. Thì xin mời các bác cùng em trên tay chiếc này. Về tình trạng của chiếc này thì đây có một chiếc hàng siêu lướt và nói chung rất đẹp các bác có thể quan sát cái dây đeo nhiều hay không là các bác chỉ cần quan sát cái dây là mình biết ngay là đeo nhiều hay đeo ít đó Đó, dây không có vết xước nào luôn các bác nhé Hàng mới của cái này thì các bác mua ít nhất nó cũng phải tầm 40 triệu trở lên và em có con này hàng lướt Và nó thất lạc mất hộp sổ rồi cho nên đồng hồ nó sẽ có cái giá rất là tốt Bên Quang Lâm em vẫn sẵn sàng bảo hành 2 năm cho các cái này Các bác yên tâm sử dụng Về tên gọi đầy đủ của chiếc này nó tên là Hamilton American Classic Road Auto Chronograph các bác nhé Và mã của chiếc này là H406760 Và cái này thuộc dòng Road của Hamilton Ngày xưa thì ở Hamilton là bắt đầu từ một cái một cái hãng đồng hồ chuyên sản xuất đồng hồ cho các nhân viên đường sắt Và nó là đồng hồ bỏ túi ngày xưa đấy Về sau thì từ cái bản đạp đó thì Hamilton đã sản xuất ra những chiếc đồng hồ thụy sĩ Với những cái phong cách rất là đẹp Và nó đã có chỗ đứng rất là đáng kể trên thị trường hiện nay Và ở đây thì các bác sẽ có một chiếc đồng hồ với size mặt đường kính là tương đối to đấy các bác Size này là size 45 đấy Không tính núm nhé và độ dày của chiếc này là 15,1mm. Lắc tu lắc của cái này là 22 và độ động dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 10 à xin lỗi các bác ở đây là 22 cái này là 20 nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 17 trở lên và chiếc này thì được uh, Hamilton họ trang bị kính sapphire nguyên khối mà đây của cái này thì chúng ta sẽ có ở đây là logo của Hamilton chữ automatic ở dưới và được làm bằng một cái tấm thép được mạ màu vàng PVD và đính lên trên mặt tay hồ chảy tia luôn ở góc uh, 12 giờ thì chúng ta sẽ có một cái sub dial chỉ kim phút khi mà chúng ta tính giờ tính số phút thì nó sẽ hiển thị tại đó thế còn ở dưới này là giờ tính giờ còn cái kim dây hàng ngày của chúng ta là đã ở góc 9 giờ này đây các bác nhé thế còn đây là đang trong chế độ chúng ta tính giờ thì cái kim dây dài này nó mới chạy đó, thế còn khi mà chúng ta tính xong thì các bác reset lại vị trí bắt đầu thì nó sẽ như thế này. Đấy, khi chúng ta bấm tính giờ thì nó mới chạy. Đây là chiếc đồng hồ cơ, automatic các bác nhé. Ở góc 4 giờ đây thì các bác sẽ có một cái ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng và chữ đen. Còn ở ngoài này thì chúng ta sẽ có cái vành bên Và vành bên gen này thì các bác, như các bác quan sát thì các bác sẽ thấy là nó có những cái sức lông mèo ở trên vành bên gen này. Đó, thì những cái xước này thì các bác uh, trong quá trình sử dụng 1-2 tháng là cũng không thể tránh khỏi được đó Còn lại thì uh, chiếc đồng hồ này nó cũng không tì vết đâu các bác, rất là đẹp Thì các bác chỉ cần nhìn bộ dây là biết là đeo nhiều hay đeo ít rồi Về phần máy thì uh, chúng ta sẽ có một bộ máy caliber H21 với bộ máy caliber H21 này thì sẽ có 25 chân kính và 28.800 tần số dao động và khoảng 60 giờ tích cót. Đây là một bộ máy switch made, một độ máy, bộ máy đồng hồ của Thụy Sĩ và nó cực kỳ bền và chạy chính xác. Và riêng dòng caliber H21 của Hamilton thì nó bay trên cái dòng Valizo 7750. Ấy. Và cái dòng này thì chúng ta sẽ thấy là nó Hamilton nó trang bị trên vòng khaki của phi công hoặc là dòng uh, Spirit of Liberty dòng cao cấp và chủ yếu là cho phân khúc 40 đến 50 triệu thì mới được trang bị máy H21 này cái máy này thì uh, nó có phải máy in-house của Hamilton không thì báo cáo với các bác là Hamilton đó là một thành viên của SWAT Group và SWAT Group thì nó cũng sở hữu luôn cả ITA cho nên là nói về về mặt uh, in hay không thì nó cũng không hẳn là in house nhưng mà nó nằm trong một cái liên minh sản xuất đồng hồ của thụy sĩ cho nên là nó về cơ bản thì nó đảm bảo được cái chất lượng của thụy sĩ các bác nhé với khả năng chịu nước của dòng này ở đây họ ghi là 50m ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số của nó là 50m chống nước này water resistant này H406760 Sweet Made Sapphire Crystal ở mặt sau thì các bác sẽ có những cái vết xước ở trên cái mặt sau nó như thế này các bác nhé đó cái dây da thì thường nhiều khi chúng ta để ở bàn thì nó hay bị xước ở đấy thì các bác khi mà để đặt trên bàn thì các bác cố gắng để trên cái tấm da thì nó sẽ được bền hơn đó về phần vỏ thì chúng ta sẽ có một cái bộ vỏ như thế này đây các bác xem phần bên này nó nó này như hàng mới luôn Không một tí vết gì cả các bác nhé theo không gì SUS316 cao cấp của Thụy Sĩ và sau đó họ mạ PVD ở bên ngoài Dây thì chúng ta sẽ có họ trang bị cho chúng ta một bộ dây cá sấu Và dòng chính hãng của Thụy Sĩ Của Hamilton với size 22 và size 20 ở dưới này Bên cạnh đó là đi kèm với chúng ta là một cái khóa bướm dấu dây và dấu dây ở đây thì nó sẽ rất là tiện cho chúng ta. Chỉ cần giấu cái dây này vào đây thôi. Đó là các bác sẽ đeo được luôn. Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay nhé. Thì thực ra dòng này size 45 và tay em thì chỉ có 16.5 thôi. Thì em đeo chiếc này nó không phù hợp lắm. Bác nào mà tay 17 trở lên thì các bác đeo rất tuyệt vời Sau này thì dòng thụy sĩ mà Nó là cao cấp nhất của Hamilton mà bên em đã từng về thôi Thì nó cũng khá là nhiều ưu điểm Thứ nhất là hàng hiếm, hàng độc Rất ít các bác Thứ hai nữa là size nó to, hầm hố, size 45 Cho nên nó sẽ phù hợp cho các bác nào mà đang tìm những chiếc đồng hồ nào size to to một chút thì Phong cách thì rất lịch sự và trang nhã Với kính sapphire Chiếc này thì được uh, trang bị kính uh, trang bị máy H21 của Thụy Sĩ, đây là dòng cao cấp của Hamilton rồi. Và cái ưu điểm thứ sáu đó là các bác có thể thay dây da màu đen cho chiếc này thì phải nó rất tuyệt vời. Và với nhược điểm của dòng này thì với size 44 45 này thì các bác tay nhỏ thì các bác bỏ qua, còn tay to tròn ít thì phải tầm 17 trở lên đeo mới đẹp được. Về phần giá thì giá của chiếc này nó là ngất ngây rồi. Nếu mà các bác mua mới thì nó phải tầm trên 40 triệu hàng mới. Các bác có thể trách mã là Hamilton H406760 Thì các bác sẽ không không thấy nhiều giá đâu vì nó rất là hiếm Và giá của chiếc này thì cũng phải tầm 40-50 triệu hàng mới Còn bên em đang có một chiếc này hàng săn sale Và nó thắt, thắt lạc mất hộp sổ rồi Và bên em bảo hành 2 năm cho các bác yên tâm sử dụng Và chiếc này thì có giá là 23 400 triệu 400 Và bên em bảo hành 2 năm Và chiếc này có mã số là 1284 Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé mã số của nó là 1284 <laughs> tiếp theo thì em sẽ đến với các bác một chiếc của seiko và chiếc này là một chiếc đặc biệt nhất trong video tối ngày hôm nay là vì đây là dòng kinetic của seiko và nó là bản z nó là vạn năng vạn niên nữa thì chiếc này của chúng ta đầy đủ hộp sổ là một chiếc Premier K Kinetic, Seco Kinetic Premier. Mã của nó là SNP093G1. Và chiếc này thì hiện tại đang được Duy Anh bán với mức giá 16 triệu 600 hàng mới. Nhưng mà bản P, còn đây em đang có một chiếc bản G, bản của Nhật nội địa. Có một chiếc duy nhất. Thì ở đây em đang có một chiếc hàng trưng bày thanh lý và họ thanh lý cho bên em vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Với mã của chiếc này là SCCO snp 093 g 1 Đó Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sổ hướng dẫn sử dụng về và hướng dẫn bảo hành tuần thế giới của SECO. Đây có cái thẻ bảo hành quốc tế của SECO thì đây nó hàng trưng bày thanh lý nên là nó chưa có dập số dập tên của 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 người mua. Đây là cái hộp bên trong của nó các bác nhé. Cái này nó sẽ phù hợp cho các bác nào mà thích những mặt đây màu đen. Một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Và chiếc này các bác sẽ có mã của nó, mã tham khảo là SNP093G1 sử dụng caliber 7D56. Kinetic ở đây thì rất nhiều bác cũng đã trải nghiệm dòng này rồi thì nó là cái dòng đồng hồ kết hợp giữa một bộ máy cơ automatic và máy quát tức là máy pin và đây nó là cái độc quyền của Seiko một phát minh độc quyền chỉ có Seiko mới có dòng kinetic này thôi và dòng này nó sẽ phù hợp cho các bác đang tìm một chiếc đồng hồ size 41 mặt kính sapphire máy kinetic máy cơ pin kết hợp và giá tầm dưới chục triệu thì em xin mời các bác cùng em kiểm tra chiếc này về kích thước của chiếc này chúng ta sẽ có size mặt đường kính là size 41 không tính núm và độ dày ở đây là 12,3mm Lắc tu lắc của cái này là 51,6 Và độ rộng dây ở đây là 21 Và chóp dây ở dưới này là 19 Nếu các bác thay dây ra Thì nó sẽ hợp với anh em tay uh, chu vi 16 trở lên Để các bác đeo dòng này đẹp Chiếc này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối nhé Và mặt đầu của cái này thì các bác sẽ thấy là nó có ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày với chữ Seiko ở dưới. Ở góc 4 giờ đây chúng ta có giờ GMT, giờ ngày giờ đêm đó. Rồi góc 6 giờ đây chúng ta sẽ có lịch lịch tháng. Còn ở góc 9 giờ chúng ta có chữ Premier Kinetic Perpetual. Thì các bác sẽ thấy kim dây nó đang nhảy giật cục thế này là nó tại vì cái đồng hồ đang để trong hộp. Nó đang thiếu năng lượng nên là nó chưa nó chưa có trong pin tích trữ nó chưa có cái năng lượng gì cho nên nó chạy nó đang giật cục Nếu khi nào mà các bác đeo nhiều thì cái củ vàng ở trong này nó mới sinh ra năng lượng thì nó mới đồng hồ nó mới hoạt động được cũng giống như đồng hồ cơ của mình thôi trước này thì sử dụng bộ máy kinetic của Seiko với mã hiệu của máy là 7D56 đây là một dòng máy của Seiko và sử dụng nguyên lý hoạt động của đồng hồ kinetic đó là họ sử dụng cơ chế của đồng hồ cơ với một cái bánh đà rotor chuyển động bên trong này và tạo ra năng lượng và nó sử dụng cái cơ chế của đồng hồ pin khi mà cái năng lượng đó sẽ được tích trữ trong một cục pin và điện năng được lấy từ cái cục pin đó ra để cung cấp hoạt động cho chiếc đồng hồ. Và điểm đặc biệt nhất trên chiếc đồng hồ này đó là năng lượng được tích trữ trong một cục pin chứ không phải là trong cục cốt của chúng ta nữa không tích trữ trong cốt lò xo so như các đồng hồ cơ thông thường của chúng ta nữa. Chính vì vậy mà cái độ chính xác của dòng này nó gần như là tuyệt đối với mức sai số khoảng cộng trừ 0,5 giây mỗi ngày thôi. Và nói chung dòng này nó rất là bền với khả năng tích trữ điện năng phải đến 5 đến 6 tháng. Khi mà được sạc đầy thì các bác cứ dùng tiệt ga không bao giờ phải lo. Nếu mà so sánh với 38-40 giờ tích cốt của đồng hồ cơ thì cái này được 5-6 tháng cơ. Nên là nó rất là ưu việt ở cái địa điểm đó và với khả năng chống nước của chiếc này là 100m cho chúng ta đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội lặn vùng sông nước và chúng ta không sử dụng khi chúng ta đi bơi các bác nhé thì chiếc này chúng ta sẽ có ở đây là water resistant là 100m này sapphire crystal kính sapphire made in Japan này 7D56 là tên bộ máy stainless steel thép không dỉ số series number của nó là 720 293 này. Về phần vỏ thì các bác sẽ có một bộ vỏ bằng thép không dỉ SUS316 và với độ hoàn thiện rất là tốt. Và cái thiết kế của Premier thì nó làm rất là đẹp. Dây thì chúng ta sẽ có cái dây như thế này, dây thép đúc các bác nhé. Và nó được làm thoay xước. Và mắt thừa vẫn còn ở trên dây họ chưa cắt. Đây trước này là chỉ là hàng trưng bày thôi, chưa qua sử dụng. Các bác mắt thừa vẫn còn nguyên trên đồng hồ. Và nó rất là ôm tay Đó. Tay em là 16.5 em đeo thì Cũng rất là đẹp Ôm luôn vì nó ôm sát nó mỏng nó ôm vào tay mình luôn Và đặc biệt là cái dòng này nó các bác cũng có thể thay dây da được nên rất là Hợp lý cho chiếc này Chiếc này thì bên Duy Anh đang bán chiếc này với giá 16 600 và bản quốc tế Bản P đấy Thế còn bên Qualcomm em hiện tại đang có chiếc này bản nội địa Nhật bản j và chiếc này thì em săn được với hàng trưng bày họ thanh lý và còn giá là 9.600. Và bên em bảo hành 2 năm cho các bác chiếc này. Và bác nào thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé. với mã số là 1281. Và hàng full box có giá là 9.600. em sẽ trên tay với các bác một chiếc nữa của Seiko, đây là chiếc Seiko Preset SRVK034 nhé, đây là một chiếc lâu lắm rồi bên Quang Lâm mới về được, mà chiếc này nó quá là đẹp và tìm nó không có hàng, thì uh, cái này thì nó không còn hộp các bác nhé, và bên em chỉ có cái hộp bảo quản đi kèm cho chiếc này thôi. Và chiếc này thì hàng nó còn đẹp như hàng mới luôn. Chiếc này thì có một cái thiết kế rất là trang lịch trang trang nhã lịch sự với một cái thân được vỏ màu uh, mạ màu vàng một bộ dây da thanh lịch trẻ trung kết hợp với lại một mặt đeo đều màu cà phê và chắc chắn là sẽ có rất nhiều bác thích cái mẫu này đây Đó. mặt đều của cái này thì các bác sẽ có một mặt đeo màu nâu cà phê các bác nhé với những cái đường kẻ thẳng đứng xẻ dọc mặt số sai mặt đường kính của chiếc này là size 40 không tính núm và với độ dày là 12,6. Lắc tu lắc của cái này là 47,7. Và độ động dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18. Thì nó sẽ hợp với anh em tay chu vi 15.5 trở lên. Chiếc này thì được Seiko trang bị kính sapphire nguyên khối phủ chống lóa các bác nhé. Mặt đầu của cái này thì các bác sẽ có ở góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko này. Chữ automatic ở dưới, ở góc 3 giờ thì chúng ta có sắp hồi hiển thị lịch ngày. Đây để em quay gần các bác xem cho dễ. Ở dưới góc 6 giờ thì các bác sẽ có ô hiển thị lịch ngày. Thế còn góc 9 giờ đây thì các bác sẽ có kim sang hiển thị năng lượng tăng tích chữ còn lại trong chiếc đồng hồ là bao nhiêu. Thì ở đây nếu mà em vặn cót đầy thì nó sẽ tích chữ cót cho chúng ta là 45 tiếng. 45 tiếng các bác nhé. Thì nó là kịch kim luôn này là 45 tiếng. Còn ở bên ngoài này thì chúng ta có một cái vành Arthurin chỉ phút dễ nhìn giờ và bộ vỏ của chiếc này thì người ta mạ màu vàng râu, màu vàng ở đây xem nào vàng này là vàng hồng các bác nhé vàng rose gold kể cả bộ kim cọc cũng như là logo họ cũng mạ màu vàng hồng cho chúng ta xem là dạ quang xem nào dạ quang thì nói chung trên chiếc này không có dạ quang đâu các bác ạ không thấy dạ quang sáng gì cả Bên đây thì chúng ta có một cái núm có khía cạnh và có một cái dấu chấm đen ở đây. Quan trọng nhất là bộ vỏ thì cái này nó làm một cái bộ vỏ rất là đẹp. Càng này còn càng gãy, rất là đẹp. Nó đang thẳng như này nhưng mà nó gấp khúc xuống nhìn nó rất là gân guốc và khỏe. Về phần máy thì chúng ta sẽ có một bộ máy caliber 6R21 ở đây nha các bác nhé. Với 29 chân kính và 28.800 tần số dao động và khoảng 50 giờ tích cót À xin lỗi các bác khoảng 40 giờ tích Xin lỗi các bác một 45 giờ tích Đây là 45 này không phải 40 Thì trước này thì các bác sẽ thấy là với đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay và dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ Và đây cũng là một bộ máy rất là tốt và bền của Seiko Được trang bị trên dòng 6R2X này với khả năng chống nước của dòng này ở đây Seiko họ ghi là chống nước 100m các bác nhé Đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội Và top sapphire crystal kính sapphire Stainless steel thép không dỉ 6R2101 D0 Made in Japan của Seiko Đó. 6R21 29 chân kính Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để các bác cùng ướm thử nhé À đây đi kèm cùng với lại cái này thì các bác sẽ có một uh, cái thân vỏ thép không dỉ và được mạ màu vàng rose gold nhé Và không tì vết Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một bộ dây da đi kèm Dây da rất là xịn của Seiko nữa đó, Đi kèm cùng là sẽ, chúng ta sẽ có một cái khóa bướm Đây để em đeo thử và các bác xem Cái này thì nó chỉ có mỗi cái nhược điểm của nó là thất lạc mất hộp số thôi Nhưng mà cái đấy thực ra cũng chẳng quan trọng Nếu mà các bác thích dòng này thì Chiếc này là một chiếc hàng lướt rất là đẹp đấy các bác Không tí vết gì luôn Chưa tìm thấy một tí vết gì của chiếc đồng hồ này Nếu bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em Và chiếc này có mã là SRI À xin lỗi các bác SRW034 và chiếc này có mã là 1277 và bên em có giá của chiếc này là 15 triệu 500 các bác nhé và chiếc này thì không có hộp chỉ có hộp bảo quản của bên em thôi mã 1277 và có giá là 15 triệu 500 và bên Quang Lâm bảo ừ. hành cho các bác là 2 năm tiếp theo là một cái nữa của cũng của Seiko em sẽ đi lần lượt từ những cái đắt sau rồi dần dần những cái rẻ hơn một chút đây là cái seco các bác nhé một chiếc seco cái này thì bên quang lâm cũng đã về mấy cái rồi thì cái này có mã là sbsa028 và chiếc này có mã là 1268 các bác nhé về tình trạng của chiếc này thì nó là một chiếc hàng lướt và không tì vết chiếc này thì thất lạc mất hộp sổ rồi và chỉ còn cái hộp bảo quản của bên em gửi kèm đi cùng để bảo quản cho đồng hồ thôi đây là một chiếc SBSA028 và được Seiko mạ màu vàng rose gold vàng hồng. Thì chiếc này nó là hàng đẹp không tì vết các bác nhé. Với sai mặt đường kính của chiếc này để em đo xem nào. Chiếc này chúng ta sẽ có size 42 và độ dày của nó là 13,3mm cái lắc tu lắc của cái này là 45,8mm các bác nhé. Độ động dây ở đây là 22 và chóp dây ở dưới này là 20. Hợp với size 42 này thì nó sẽ hợp với các bác tay 16, tay 17 các bác đeo thì hợp lý các bác ạ. Ở đây chúng ta sẽ có một mặt dial màu đen và được Seiko làm rất là đẹp với một bộ kim to bản và cái dòng này thì Seiko họ trang bị rất nhiều dạ quang ở trên dòng này và buổi tối thì các bác sẽ thấy dạ quang chúng ta sẽ có ở trên kim giờ trên kim phút và ở cuối của kim dây chúng ta cũng có dạ quang rất sáng luôn dòng này vào buổi tối rất là sáng ở góc 12 giờ thì các bác sẽ có chữ Seiko và logo của Seiko 5 Sport và ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày lịch thứ và chúng ta có lịch tiếng Nhật bằng phiên bản Nhật nội địa thì chúng ta sẽ có thêm cái lịch tiếng Nhật nữa trên dòng mà Seiko 5 Sport ở dưới này chúng ta có chữ Automatic và chữ Made in Japan ở dưới này và đây là tên của bộ máy bên ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái vành Atorin được uh, họ làm các cái hình răng cưa này để cho chúng ta dễ vặn khi mà chúng ta sử dụng khi đi bơi. Và trên chiếc này thì được Seiko họ trang bị cho chúng ta kính Hartlick Crystal, kính khoáng cứng chống xước độc quyền của Seiko các bác nhé. Và ở góc 4 giờ chúng ta có một cái núm chỉnh. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh giờ, chỉnh giây, chỉnh ngày, chỉnh thứ ở cái núm này hết. Máy được sử dụng trên chiếc này đó là bộ máy 4R36A với 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và cho chúng ta 41 giờ tích cót với đầy đủ các chức năng là hỗ trợ cót tay này. Và có cả chức năng dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ. Đó, lên cót tự động, lên cót bằng tay, dừng kim dây, lịch ngày, lịch thứ, kim giờ, kim phút, kim dây Đây là các chức năng cơ bản trên dòng 4R36 của Seiko cho chúng ta ở đây là 100 m chữ nước các bác nhé thoải mái chữ nước luôn Cô 100 m ở đây chúng ta sẽ có số seri number của nó là 005289. 289 và đây chúng ta có chữ made in Japan Seiko của tôi là 100 m đi kèm với chiếc này thì chúng ta sẽ có một thân vỏ được bằng làm bằng SUS 316L và được uh, mạ màu vàng rose gold Đi kèm theo là một bộ dây cao su giả da Và với khả năng chống nước rất tốt trên cái dòng dây da này Nên là đây nó cũng sẽ là một cái ưu điểm cho dòng dây này các bác nhé Nhìn rất, rất giống dây da Và nó mềm lắm như kiểu mềm silicon ấy Đi kèm với chiếc này chúng ta sẽ có một cái khóa bấm Xin lỗi các bác, một cái khóa xiên Thì uh, em sẽ đeo thử trên tay để các bác cùng ướm nhé Chiếc này với size 42 và nó sẽ hợp với các bác tay 16, 16.5, 17 trở lên thì các bác đeo chiếc này thì rất tuyệt vời. Có như tay em 16.5 em đeo chiếc này các bác. Có thể thấy là rất đẹp. Dạ quang sáng để cho các bác có thể dễ dàng quan sát giờ giấc vào ban đêm. Bên cạnh đó thì chúng ta có cả lịch Nhật nữa. Lịch tiếng Nhật ở góc 3 giờ chúng ta có thể nghịch nghịch tí cho vui. Bên cạnh đó là cái dây da, à dây dây xin lỗi các bác, dây cao su giả da thì nó cũng sẽ chống nước cho chúng ta nên là không ngại nước cái dòng này. Chống nước 100m cho đồng hồ thì nó cũng chúng ta đi bơi, các, đặc biệt các bác đi bơi hay đi bơi đi lội đây là các bác dùng dòng này rất ok. Chiếc này thì được bên Quang Lâm em đang bán chiếc này với giá là 5 triệu 400 các bác nhé. Lần này bên em săn chiếc này giá nó hơi cao một chút, lần trước là em chỉ có 5 triệu 200 5 triệu 1 cũng có, 5 triệu 2 cũng có Thì lần này là nó là 5 triệu 400 bởi vì bên em Săn cái này nó hơi cao Một chút so với lại thông thường Thì về đến Việt Nam là nó có giá là 5 triệu 400 các bác nhé À mã số Mã số của chiếc này Là 1268 Và mã của nó là sbsa 028 g 1 các bác nhé Bản J Các bác có thể check cái mã này ra để Tham khảo giá mới của nó thì hiện tại giá hàng lướt bên em con này đẹp không tí vết là 5 triệu 400 bảo hành cho các bác 1 năm. Tiếp theo là em sẽ đến với các bác một cái ấm nữa. Một cái ấm này là cái ấm của Tetsubin các bác ạ. Ấm này là cái ấm gang của Nhật đấy. Dành cho các bác nào mà uống chè Uống chè các bác về các bác pha Pha chè uống Hay lắm Bộ này là chúng ta sẽ có một bộ Pha chè và Các bác sẽ có một cái Đế ở dưới nó làm theo cái quạt Đó Và nó có ba cái Cái chân này để chúng ta để ở mặt bàn Đó Thế còn đây là cái ấm gang nhé các bác nhé Ấm gang và nhật họ làm thủ công hết và nó cũng khá là nặng ở đây chúng ta sẽ có một cái phên ở bên trong để các bác đổ chèo để các bác pha pha trà ấm này thì lúc nãy em đo thử là nó được khoảng 330 ml 330 ml các bác nhé và ấm nam bự tệt 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 của nhật đây nó chỉ thọn lòn trong vòng bàn tay của mình thôi các bác ạ nó cũng không phải là to đâu nên các bác là bác nào mà uống chè đặc thì Bác pha những cái bằng cái ấm gang này nó giữ nhiệt rất là tốt còn nếu các bác có thể có bếp thì các bác đun này cái bếp này, cái này chủ yếu là nó đun là chính ở nhật là phải đun bằng cái ấm gang này thì nó mới ngon chè nó mới ngon nên đây nó một cái sản phẩm thủ công truyền thống của nhật đúc gang thủ công đây cái những cái nết vết này là người ta châm ở trên khuôn là châm thủ công hết em có xem video em thấy một cái bà đấy bà ấy ngồi bà ấy châm các cái lỗ này châm cứ ngồi châm châm và theo hàng theo dọc như thế này cái này thì các bác có thể mua làm kỷ niệm bên em thấy hay hay thì nhập về giao lưu với các bác chiếc này thì bên em có giá là một triệu bốn trăm bác nào thích chiếc này thì hãy lên riêng cái phần vận chuyển từ nhật về thôi cũng đã tương đối là tốn của bên em rồi mấy trăm nghìn tiền vận chuyển rồi các bác ạ nó nặng lắm bằng gang nặng lắm cái này nó phải ngót phải ngót một cân cân hai cả cái này nữa nha các bác nhé thì trước này bên em có giá giao lưu với các bác là một triệu bốn trăm và trước này bên em có mã số là một 1277B các bác nhé. Mã số 1277B và chiếc này thì nó là hàng mới chưa qua sử dụng. Các bác mua về dùng cái này có thể truyền hết từ đời này sang đời khác được. Ấm găng của Nhật mà, không bao giờ hỏng được. Đấy nó chỉ nhỏ như này thôi các bác nhé. Đấy, đúng mặc trên lòng bàn tay của mình luôn 330ml các bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em với mã số là 1277B Và có giá là chỉ có 1 triệu 400 thôi Đó, Riêng vận chuyển cái đống này về từ Nhật về Việt Nam là cũng tốn kém ghê gớm đấy các bác ạ Nó nặng lắm Nếu mà các bác thích những cái ấm kiểu ấm gang như thế này thì Quang Lâm em nói chung là hàng này thì bọn em nhiều các bác thích thì comment ở dưới nhé bọn em sẽ về thêm cho các bác để các bác pha trà uống còn đây em cũng về được một chiếc nữa đây này đây em cũng về được một chiếc nhưng cái này thì quang lâm để em em uống các bác nào đến xem đồng hồ là em sẽ pha trà mời các bác luôn Đấy, em pha bằng cái này túi lọc pha vào đây cái này của em thì nó to hơn một chút là có 550 trăm năm mươi cái này thì em sẽ giữ lại em làm kỷ niệm Em không bán các bác nhé Cái này thì để cho bác nào đến nhà em chơi thì em sẽ pha trà mời các bác ở đây Như cái này thì Em có cái đế có Cái đế ở dưới đó. Xong rồi mình đẩy cái này lên trên Và pha trà ở bên trong này Tấm gang của Nhật Nhìn không thì công ta có thể để trong tủ trang trí cũng được tiếp theo là đến với các bác một chiếc của Seco thì cái này là SZSB018 thì cái này có mã số là 1262 các bác nhé người chiếc này thì full hộp sổ hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng các bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em còn bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trên tay chiếc này Chiếc này có mã số, mã của nó là SZSB018. Chiếc này thì hôm trước bên Quang Lâm cũng đã lên rồi. Và cũng có một anh khách chốt rồi. Tuy nhiên vì một vài lý do khách quan nên là anh ấy không nhận hàng nữa, cho nên em sẽ lên lại để hôm trước bác nào mà mua hụt chiếc này thì các bác có thể liên hệ với bên em. Chiếc này thì hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng các bác nhé. Cái, các bác khi chốt hàng thì các bác cố gắng cân nhắc kỹ hộ bọn em để ví dụ như là ví dụ như mình không mua thì những người khác sau người ta sẽ mua được luôn ví dụ như thế về trong khi bên em giữ hàng lâu mà sau đến các bác nhận các bác lại không 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 ưng ý lại không nhận thì là thành ra là những cái người người ta cần mua người ta lại không mua được và trong khi đó thì shop lại giữ hàng cho cái bác chốt trước rồi thế thành ra là bây giờ lại phải lên lại và mất rất nhiều thời gian cái này thì đúng ra là đã có rất nhiều bác hỏi em sau khi mà chốt hàng cho bác ấy và bây giờ thì lại uh, lên lại để các bác nào mà chốt sau thì các bác uh, xem em mà thích thì các bác liên hệ bên em nhé trước này thì hôm trước em có lên rồi đấy và sai uh, Chiếc này nó là hàng trưng bày thanh lý các bác nhé Chưa qua sử dụng Size của nó là size 40 Và độ dày là 12,3mm Mặt đây ở màu xanh ngọc lục bảo này thì nhiều bác thích lắm Xanh ngọc lục bảo Và chiếc này thì nó là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Mặt dial của cái này thì các bác sẽ có mặt dial màu xanh ngọc lục bảo với các vân chảy tia phản xạ ánh sáng rất là tốt. Góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko và góc 3 giờ chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với một kính c loop kính lúp ở bên trên. Automatic 23 chân kính, chống nước 100m và made in Japan ở dưới. 12 bộ cọc số với cả kim giờ, kim phút, kim giây đều được Seiko trang bị kính trang bị dạ quang ở trên trên đó để cho chúng ta dễ dàng quan sát giờ trong buổi tối. Ở đây em sẽ test dạo quang để cho các bác cùng kiểm tra. Đó. Rất là sáng. Máy sử dụng trên chiếc này thì nó là máy 4R35B các bác nhé. Với 24, 23 chân kính. 21.600 tần số dao động và khoảng 41 giờ tích cót. Với bộ máy 4R này thì nó đầy đủ các chức năng hỗ trợ cót tay Và dừng kim dây khi mà chúng ta rút núm chỉnh giờ Đó. Bộ máy rất là bền và chạy chính xác của Seiko Và tình trạng của chiếc này thì nó là hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Và còn rất là mới Đến 99,99% ,99%. Dây thì dây da bê dập vân cá sấu Chính hãng của Seiko và được kết hợp cùng với lại một cái khóa bướm Cái này thì dây của nó còn đẹp lắm Và rất là cứng Chưa đeo nên là dây của nó còn cứng lắm Các bác phải đeo một tuần Thì nó mới mềm được Đó Chiếc này thì còn rất đẹp các bác nhé Và vẫn đang còn hàng đấy Và chị em có một chiếc thôi Hôm trước bác nào mà chốt sau chiếc này Thì có thể liên hệ với bên em luôn Và giá thì vẫn như vậy Vẫn là 5 triệu 600 Và chiếc này có mã là 1262 các bác nhé Mã số 1262 Và giá là 5 triệu 600 Tiếp theo là một chiếc của Citizen. Đây là một chiếc uh, Eco Drive chạy năng lượng ánh sáng. Ánh sáng ở đây là ánh sáng tự nhiên và cả ánh sáng nhân tạo nữa. Đèn điện các thứ bóng đèn là nó cũng chuyển hóa thành năng lượng hết. Đây chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành của C của Citizen dành cho dòng máy này. Đây là hàng nội địa và nó chỉ có hiệu lực valid only in Japan thôi. Uh, Nihon Kokunai no Miyuko là chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi. không hô sộ này, sai học cô để khi mà tức là không phát hành lại cái thẻ bảo hành này đâu nên là các bác phải giữ cẩn thận kiểu như vậy. ở đây là hướng dẫn sử dụng này và và một ngày đẹp trời, các bác hãy sạc pin. ở đây người ta hướng dẫn cho chúng ta là một tháng thì các bác sạc pin một lần mang ra ngoài cửa sổ phơi nắng 5 đến 6 tiếng các bác nhé. Đây là một chiếc hàng uh, trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng Và nó còn rất là đẹp Mới đến 99,99% ,99 thôi Chiếc này uh, chúng ta sẽ có phiên bản Made in Japan và Nó là dòng Eco Drive Năng lượng mặt là năng, năng lượng ánh sáng Không bao giờ phải thay pin Nó làm rất đơn giản chỉ có 3 kim một lịch thôi 12 bộ cọc số thì uh, Các cọc số chẵn thì người ta sử dụng cọc số 5 mã các cọc số còn lại làm dạng index và kim giờ kim phút được làm rất đơn giản được mạ màu vàng pvd ở đấy các bác nhé góc 3 giờ đây thì các bác sẽ có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng chữ đen đấy. cái khu vực mà họ đính các cái cọc số này thì chúng ta sẽ thấy là người ta sử dụng các cách đường tròn đồng tâm và ở góc 12 giờ chúng ta có logo chữ Citizen và dưới này chúng ta có chữ Made in Japan. Về kích thước của chiếc này thì size là size 37 các bác nhé. Và dày là 7,9mm. Size 37. Với size 37 này thì nó sẽ hợp cho các bác tay chu vi 15-16 là các bác đeo hợp lý. Tay nhỏ và vừa các bác đeo dòng này đẹp. Kính được trang bị trên chiếc này là kính sapphire nguyên khối của Citizen với khả năng chống xước tuyệt đối. Và chiếc này thì sử dụng một, một, một bộ máy pin Eco-Drive của Citizen. Kính sapphire này, made in Japan này. Water resistant này, chống nước cơ bản, đi mưa rửa tay tắm vòi hoa sen. Eco-Drive made in Japan các bác nhé, phiên bản Eco-Drive. Và đây nó là máy là E111 là dòng máy Eco-Drive của Citizen. Kính sapphire rất đơn giản dây thì chúng ta sẽ có hai bốn sáu bảy chỉ với hai chỉ ở giữa là người ta mạ màu vàng pvd còn chưa bóc siêu hàng trưng bày size 37 thì nó sẽ hợp với các bác nào thích đồng hồ kiểu nhẹ nhàng theo nó rất là nhẹ nhàng với hai nữa là chúng ta không bao giờ phải đi thay pin hay ở cái chỗ đấy hay ở cái chỗ là mình không bao giờ phải mang đồng hồ đi ra gặp thợ để phải thay pin cả các bác cứ đeo rồi nó chạy thôi rồi Và chiếc này thì bên em đang có giá là 2 triệu 800 Eco Drive nó là phiên bản nhật nên nó rất là đắt các bác nhé Đắt hơn cái phiên bản nước thứ ba một chút rồi Thì bác nào mà thích chiếc này thì bên em đang có giá bán là 2 triệu 800 Và mã của em này là 1239 Và hàng full box các bác nhé hàng full box. Tiếp theo là hôm nay em về thêm với các bác một chiếc này nữa màu đỏ. Hôm trước Quang Lâm có về một chiếc này màu đỏ rồi. Thì hôm nay em về thêm một chiếc, chiếc này là 1276 full box. chờ em tí em đi uống hớp nước cái này thì hôm trước bên em cũng vừa mới về với các bác một chiếc rồi, nhưng mà hôm trước là hàng trưng bày còn hôm nay là hàng lướt các bác nhé. Đây một chiếc Angel Clover. Chạy bằng năng lượng mặt trời. Một chiếc hàng Nhật nội địa và nó là hàng siêu lướt. Đẹp không tì vết. Màu đỏ các bác nhé. Chiếc này có size là size 40 size 44 và độ dày của nó là 13 mm. Với size 44 và giày 13 mm thì nó sẽ hợp với các bác tay 16 trở lên. Tay vừa và tay to thì các bác đeo rất là đẹp và nó thời trang, nó màu đỏ này là rất thời trang. Trên mặt tay của cái này thì chúng ta sẽ có góc 12 giờ các bác sẽ có chữ Angel Clover, chữ Chronograph và Solar Movement tức là năng lượng và mặt trời. Ở góc 2 giờ thì chúng ta sẽ có giờ GMT, giờ ngày, giờ đêm này góc 4 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ lịch ngày lịch thứ. À xin lỗi các bác lịch ngày với nền đen nhìn trắng chữ đen. Góc 6 giờ thì chúng ta có ô small second chỉ kim dây hàng ngày. Thế còn ở góc này là chúng ta tính phút. Trên kim giờ, kim phút thì họ cũng trang bị cho chúng ta dạ quang để chúng ta có thể quan sát trên vào ban đêm và trên ba cái kim phụ nữa chúng ta cũng sẽ thấy là họ trang bị cho chúng ta một chút dạ quang ở trên mặt đây màu đỏ các bác nhé và cái vành benzen này thì không xoay được và đây là cái vành tính tốc độ con này thì nó là hàng hàng lướt đẹp không tì vết không có một vết xước nào đâu các bác nhé và size thì size 44. Đến đây chúng ta sẽ có ba cái núm của chronograph. Mã của chiếc này là Angel Clover TCS44. Các bác có thể check cái mã này để ra được cái giá mới của chiếc đồng hồ để chúng ta có thể có giá tham khảo. Solar Movement, Japan Movement, All Stainless Steel thép không dỉ chống nước 100 m. Đi kèm với chiếc này là một bộ dây da chính hãng của Angel Clover, hãng chính hãng nội địa Nhật. Và trên khóa này chúng ta cũng có một cái khóa xiên Angel Clover. Chiếc này thì hiện tại bên em đang có giá bán là 3 triệu 300 các bác nhé Nó chạy bằng năng lượng cho nên nó sẽ đắt hơn một chút so với đồng hồ chạy pin Và chiếc này có mã là 1276 Và chạy bằng năng lượng mặt trời 1276 thì... 1276 thì cái con này là đầy đủ hộp luôn Nó sẽ có cái hộp đi kèm cho các bác là như thế này Đó và nó có cả hướng dẫn sử dụng của hãng đi kèm cho chiếc đồng hồ của các bác đây. Toriyatsukai Setsumeso là thẻ bảo hành. Kim hướng dẫn sử dụng của Angel Clover, các bác có thể quan tâm thêm các cái mẫu của chiếc này bằng cách là truy cập vào website angelclover.jp, jp là Japan đấy. Để các bác có thể tìm thêm các cái mẫu cũng như là các cái giá niêm yết của hãng về dòng đồng hồ này. Thì trước này thì bên em đang có giá bán là 3 triệu 300 Các bác mua hàng mới thì nó khoảng tầm 6 triệu Gần 6 triệu cho chiếc này Thì con này em đang có một con hàng lướt rất là đẹp Với mã số là 1276 các bác nhé 3 triệu 300 Còn nhiều thế nhỉ Đến các một vài cái nữ nhé một vài cái quần nữ nhưng mà mấy cái nữ ngày hôm nay rất là chất. Hôm nay em sẽ có với các bác một chiếc nữ này của Seiko đi. Một chiếc này của Seiko rất là đẹp, cổ dành cho nữ. Nhẹ nhàng lắm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp của Seiko là 1282 Chiếc này thì có hộp các bác nhé Nó sẽ có cái hộp đi kèm của chiếc này Đây là thẻ nội địa đây Nihon Kokunai no là chỉ có hiệu lực tại Nhật Tức là chỉ có hiệu lực trong nội địa thôi Thế còn ra ngoài ngoại nội ngoại thì Thì là chúng ta sẽ không có cái giá trị cái bảo hành này Thì bên em sẽ bảo hành cho các bác tại Việt Nam Chiếc này thì dành cho các bác mua tặng chị nhà nhé. Hàng trưng uh, bày chưa qua sử dụng. Ở đây chúng ta sẽ có Seiko này. Chống nước 50M này. Sử dụng bộ máy 7N01. Made in Japan. Đây hàng mới. Trưng bày chưa qua sử dụng. Dây da rất là xịn. Dây này mà tháo ra bỏ vào con Grand Seiko đeo này, đẹp. Dây da này dây da gì đẹp lắm Trước này thì các bác sẽ có sai mặt đường kính là sai 33 các bác nhé Và mỏng lắm Mỏng chỉ có 6,1mm thôi Mỏng tanh sáu phẩy một 12 bộ cọc số học trò Nó làm rất đơn giản Chỉ có kim giờ, kim phút, kim dây hết Cực kỳ dễ quan sát Và mạ màu vàng của Seiko nữa Phiên bản Nhật nội địa Made in Japan Đây nó sẽ là một cái phần quà Phải nói là rất là tuyệt vời Cái này các bác mua tặng chị nhà Ở đây chúng ta sẽ có là kawa là Da bò Dây da bò các bác nhé Trước này có mã số là 1282 và bên em có giá bán là 2 triệu 400 mã số của nó là 1282 giá là 2 triệu 400 các bác nhé hàng nhật xịn có một chiếc nữa của Citizen nếu mà các bác không thích của Seiko thì các bác có thể nghiên cứu cái của Citizen này là cũng đẹp này cũng thiết kế kiểu như vậy. Chiếc này thì size của chúng ta là size size 32,5 các bác nhé Và nó mỏng lắm. Mỏng chỉ có 4,6 mm thôi. Một cái của Seiko và một cái của Citizen, thiết kế thì nó cũng na ná, ná nhau với đều là những bộ kim lưỡi lá liễu Ơ sao nó làm giống nhau thế nhỉ? Nhưng một cái là của Citizen, một cái là của Seiko các bác nhé. Nó khác nhau một chút về cái càng này, dây cũng sử dụng bộ dây như nhau luôn, dây dây b, dây da bò. Ở đây nó ghi là sangmium Micron Ở đây nó là nên xả là uh, cộng trừ 10 giây, tức là sai số khoảng cộng trừ 10 giây một năm nhé. Còn một pin. Cộng trừ 10 giây một năm kinh chính xác thế Ở đây các bác sẽ có Citizen Watt Company này Chống nước cơ bản này Chống nước chống từ này Japan made in Japan này Phiên bản made in Japan Chơi box siêu ni lông này Đẹp lắm các bác Cái Dòng này nhìn hay lắm Nó trang nhã lịch sự Dành cho các chị Thích nhẹ nhàng lịch sự đây Thì các bác có thể Mua chiếc này về làm quà tặng các chị thích lắm Mỏng Mà nó lại đơn giản Tinh tế Đó. Thì bác nào mà thích chiếc này Đây còn nguyên siêu thẻ tác các bác nhé Chưa qua sử dụng đâu Đây Exit ở đây này các bác có thể nhìn Ôi sao cái này đắt thế nhỉ Cái này không biết nó sử dụng cái công nghệ gì Em chưa tìm hiểu nhưng mà Giá bán lẻ đề xuất của nó là 52.500 yên Nó sẽ tương đương với khoảng 11 triệu đấy các bác ạ Hàng mới đấy Nhưng mà nó công nghệ gì mà nó chỉ có sai số khoảng cộng trừ 10 giây một năm nhỉ Thế là khoảng một giây một tháng à Sợ nhỉ Kính sapphire nhé các bác nhé Đều được trang bị, đều trang bị kính sapphire này Rồi máy pin, khiếp sai số có 10 giây 1 năm các bác ạ. Sợ không? Kính Sapphire rồi là phủ chống lóa này. Nó con này đắt nhỉ, 52.500 yên cộng với thuế má các thứ là 52.500 là nhân vào với tỷ giá nó sẽ gần 11 triệu. Cái đồng hồ này hàng mới đấy. Bác nào mà thích chiếc này thì bên em đang có giá thanh lý đây. 2 triệu 400 ấy các bác cứ bảo bị nhiều bác cứ bảo bán đắt nhưng mà có bán đắt đầu thì nó bán lên mười mấy triệu cơ mà thì hai triệu tư thôi mà và hàng nhật nội địa nhật xịn con này thì có seco có khi còn đắt hơn ở à đây này các bác có thể check cái mã này này scdp 030 nhưng mà em nghĩ mấy con này đẹp thế này mà giá rẻ này chắc các bác đang check thì các bác khác các bác ấy cũng đặt rồi để, hai con này đẹp. Còn nếu không các bác thích màu trắng thì em có một con thép bạc đây. Ui con này cũng thế. Ui mấy con này đẹp lắm các bác. Đó một gọi là một ổ luôn. Đây có hai con này như nhau, đều là hàng uh, trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng và cũng đều sai số khoảng cộng trừ 10, 10 giây một năm khoảng 1 giây 1 tháng. Size 32,5 dây da bò hàng trưng bày chưa qua sử dụng made in Japan siêu ni lông chưa bóc thẻ tác chưa bóc và đây còn nguyên nguyên tác đây cũng là 52.500 yên của Citizen các bác nhé khoảng 11 triệu tiền giá niêm yết đề xuất thì cái giá ở store thì nó sẽ rẻ đi khoảng 20 đến 30 nó phải tầm 8 triệu đến 9 triệu nó bán hàng mới thế bây giờ bên em thanh lý được hai con nhận được mua được hai con thanh lý thì con này cũng có giá là 2 triệu 2 triệu 400 nhé Đó. con nào thích trước nào thì hãy liên hệ với bên em với cái thép bạc này thì nó có mã là 1236 và có giá là 2 triệu 400 còn con này là 1257 và có giá là 2 triệu 400 như nhau. Thế còn một cái của Seiko này thì cái của Seco này thì có mã là 1282 và có giá là 2 triệu 400 các bác nhé. Và cái này thì có hộp. Hai cái kia thì không có hộp nhưng mà bên em có hộp đi kèm rồi. Có hộp bảo quản thì không lo. Tiếp theo là một chiếc của Orient Đây, bác nào cần tìm cái dòng đồng hồ nồi đồng cuối đá của Orient thì Hôm nay bọn em về một con của Marco Đây là Marco 3 À quên xin lỗi các bác, Marco 2 Đây một con hàng lướt rất đẹp tình trạng của chiếc này thì nó còn đẹp khoảng 98 các bác nhé trên thân vỏ chỉ có một chút xíu sức lợi, linh tinh nhỏ nhỏ thôi 1253 thì đây là cái hộp của nó này thì các bác sẽ có đầy đủ các cái thẻ tác linh tinh đi kèm cùng với lại mắt thừa nhé các bác nhé đầy đủ tình trạng của chiếc này thì nó còn nó hàng lướt đã qua sử dụng hàng lướt nhưng mà đẹp không tí vết các bác nhìn thấy vành benzen của nó này như hàng mới luôn và đây nó là phiên bản nhật nội địa made in japan và nó size là size 40,5 thì phải Xin lỗi các bác size chiếc này là size 41, nặng. size 42 nha các bác nhé Size 42 và độ dày của chiếc này là 13 mm. Lắc tu lắc của nó là 47. Với size 42 không tính núm thì nó sẽ hợp với các bác tay 16, tay 17 trở lên thì đeo rất đẹp. Mặt đây của cái này thì các bác sẽ có là nó làm rất nhiều lum. Dạ quang này cho chúng ta có thể nhìn thấy buổi tối. Thì ở đây chúng ta sẽ có lum trên kim giờ, kim phút và 12 bộ cọc số là đều họ có đính lum cho chúng ta dễ dàng quan sát hết. Đó, dạ quang buổi tối đây các bác nhé. Góc này thì chúng ta sẽ có lịch ngày, lịch thứ này. Và dưới này chúng ta có chữ Water Resistant chống nước 200M và Japan là phiên bản nhật nội địa. Vành benzen này thì chúng ta có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ thông tin thêm về cái dòng Marco 2 này thì các bác có thể liên hệ với bên em để bên em gửi các bác các thông tin thêm về các cái video review chi tiết về dòng Marco 2 này các bác nhé. Sử dụng trên bộ máy này là bộ máy F6922 của Orient, một bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ có tay và có dừng kim dây khi rút núm chỉnh giờ. Với bộ máy này thì nó sẽ có 22 chân kính, 21.600 tần số dao động và khoảng 41 giờ tích cốt Và bộ máy này thì nó là một bộ máy cơ bản, nó là đời sau của SK và được tích hợp thêm các tính năng phụ ví dụ như hỗ trợ có tay và dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ bên cạnh đó thì nó cũng đã nâng cấp hơn rất nhiều so với lại dòng SK ngày xưa của các bác rồi ở đây thì chúng ta sẽ có phiên bản là made in Japan các bác nhé made in Japan này và đây là Epson là công ty mẹ của Orient chống nước 200m thấy đây kín con này thì còn đẹp 98% đẹp không thì vết Dây nó chỉ có một hai cái xước nhỏ này thì không đáng kể đâu các bác ạ Đó. Dòng nồi đồng cuối đá Và bên em chỉ có chiếc này với giá là 2 triệu 950 nghìn Và phiên bản nhật nội địa các bác nhé Made in Japan 2 triệu 950 Với mã số của chiếc này là 1253 Hàng full box Bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé Rất là đẹp Chiếc này thực sự rất đẹp luôn Cái màu của nó các bác nhìn này đó. Màu xanh đại dương Sẽ phù hợp cho Các bác nào thích cái màu xanh này ờ, Đây em lại còn một cái xe cô nữa Cái xe cô này thì nó cũng giống như cái lúc nãy nha các bác nha Nhưng mà xe cô này nó hơi khác một tí Cái xe cô lúc nãy thì nó là màu bạc vàng. Còn cái này thì em có một cái thép bạc nhưng mà cái thiết kế của nó nó hơi khác một chút. Nhưng mà cũng là một bộ kim cọc như nhau, cái thiết kế cũng vậy. Đó và chiếc này thì có size bao nhiêu đây? 33,7 các bác nhé. Size 33,7 cho các chị tay to to mập mập một chút xíu. 12 bộ cọc số là cọc số học trò và ở góc 12 giờ các bác có logo của Seiko. Ở đây các bác cũng sẽ có Made in Japan và sử dụng bộ máy 7N01. Made in Japan và dây chúng ta cũng có dây da bò hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Ở trước này như các bác thấy là Citizen mà nó còn có giá là 11 triệu thì mấy con này chắc chắn nó phải tầm 12 13 triệu, Seiko bao giờ nó cũng đắt hơn. Và con này hiện tại bên em đang có giá thanh lý 2 triệu 300 này này các bác này Kính sapphire Máy pin Made in Japan Dây da bò xịn Nhật xịn Thích cái bộ dây Dây da này rất là xịn Các bác nào mà thích chiếc này thì hãy liên hệ với bên em nhé Có mã số là 1238 Và giá của chiếc này là 2 triệu 300 Đây một chiếc của Seiko chạy pin các bác nhé. Đây một chiếc hàng trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng. Và nó là phiên bản Nhật nội địa Made in Japan. Đây các bác sẽ thấy là nó còn nguyên cái siêu. Em này thì được trang bị kính sapphire nguyên khối của Seiko. Chiếc này có size 36 Dày là 8,6mm Với size 36 thì nó sẽ hợp với các bác tay nhỏ Và vừa tay tầm 15, 16 thì các bác đeo đẹp Tay 17, 18 các bác bỏ qua Theo này thì nó là đồng hồ chạy pin Thì các bác sẽ có 12 bộ cọc số được làm cọc số dạng Cọc số nổi Và có đính dạ quang một chút nữa. Đúng rồi, có dạ quang ở trên kim giờ, kim phút và 12 bộ cọc số. Cho các bác dễ dàng quan sát này. Góc 12 giờ thì chúng ta có logo của Seco. Có góc 3 giờ thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày, lịch thứ này. nó mặt đây màu nâu cà phê với các cái vân chảy tia sunburst phản xạ ánh sáng rất là đẹp vành benzen được mạ màu vàng và có một chỉ đề mi vàng các bác nhé Thép đúc Đây là phiên bản uh, Movement Japan này các bác này Water resistance là 100m Stainless steel thép không gì Và em này sử dụng bộ máy 6N43 Một bộ máy pin Hết pin là các bác thay thôi Chiếc này đẹp lắm các bác ạ Sử dụng cho các bác tay bé nhé Hoặc là các chị nữ cũng có thể đeo được Cái này unisex Hoặc là cho các bác nam Nhưng mà tay nhỏ Thì bác nào mà thích chiếc này Thì hãy liên hệ với bên em Với mã số là 1271 Và chiếc này có giá bán là 2 triệu 950 nghìn 1271 các bác nhé tạm thời hôm nay em lên với các bác như vậy nhé, sau ngày còn dồn lại ngày mai em sẽ lên với các bác tiếp theo những cái lô ngày mai thì trong video các bác thích cái nào thì các bác hãy liên hệ với bên em theo các cái link em để ngay phía dưới của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com bởi vì video bây giờ nó cũng hơn một tiếng rồi bây giờ là cũng phải tầm gần 10 rưỡi rồi là em xin phép kết thúc video ở đây thôi bởi vì hôm nay Hơi muộn muộn rồi Thì lại hẹn các bác vào buổi tối ngày mai các bác nhé Ngày mai thì anh em ta sẽ lại tiếp tục Check thêm Vài chục cái mẫu đồng hồ nữa để Xem các bác thích cái nào thì các bác hãy liên hệ Với bên em theo thông tin liên hệ Số điện thoại này Và cửa hàng bên em là tại Kim Mã Ngọc Khánh ba Đình Hà Nội Và với những thông tin bên trên thì em cũng xin kết thúc video ngày hôm nay ở đây Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video Và xin chào và hẹn gặp lại các bác Trong video vào buổi tối ngày mai 23 tháng 11 các bác nhé À, xin lỗi các bác, 23 tháng 12. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.